Thưa quý vị, mới đây, Quốc Cường Gia Lai đã bị đối tác tố cáo đưa thông tin gian dối chiếm đoạt 2.882 tỷ đồng qua hợp đồng hứa mua bán dự án, song công ty này cho rằng bị vu khống. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa phân công Phó Thủ trưởng và điều tra viên xác minh tin tố giác tội phạm của công ty cổ phần đầu tư Sunny Island, tức công ty Sunny Island, đối với công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty Quốc Cường Gia Lai được Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với diện tích hơn 90 ha. Năm 2017, công ty Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án này. Theo tố cáo của Sunny Island, công ty của bà Loan có hành vi gian dối trong việc đưa ra thông tin đã bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 84 ha, tức 92%. Trong hợp đồng hai bên cũng ghi nhận Quốc Cường Gia Lai đã bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích dự án. Tuy nhiên, căn cứ vào các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì công ty của bà Loan mới đền bù được hơn 60 ha. Ngoài ra, phía Quốc Cường Gia Lai còn thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư thương mại trong dự án, trong khi công ty này chỉ được Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khiến Sunny Island tin tưởng ký hợp đồng và đã thanh toán 2.882 tỷ đồng. Nhưng đến nay, dự án không được thực hiện.